Xin chào mọi người, trong video trước, Cực Hung cùng ác đã giao thủ với Thiên. Dù hắn đã cố hết sức mình, kết quả phải nhận lấy vẫn là thất bại. Khi thắng bại đã phân thì Tử Vũ xuất hiện. Anh không ngờ rằng hắn ta cả đời làm chuyện ác, nhưng phút chót lại làm một chuyện không tầm thường. Chiến thắng vì danh dự bản thân là kẻ chỉ biết cúi đầu vĩnh viễn không làm được. Cực Hung cùng ác không ngờ được trước khi về chầu với tổ tiên lại phải nợ ân tình của người khác. Hắn gắng hết sức mình bò tới gần Tử Vũ, bản thân cả đời giết người vô số, chưa từng cầu xin ai. Nhưng hiện tại, hắn muốn nhờ Tử Vũ làm thay một chuyện, dùng kiếm của anh, cộng thêm sức mạnh của hắn đánh bại Thiền. Cánh tay Cực Hung cùng ác nắm lấy chân Tử Vũ. Không cần biết rằng đối phương có đồng ý hay không, lực lượng linh hồn của hắn đã huy động truyền vào người anh. Đây là chuyển sinh thuật, là món quà cuối cùng hắn muốn tặng cho Tử Vũ. Linh hồn đối với Minh tộc là tất cả sinh mệnh, chuyển rời sức mạnh linh hồn của bản thân cũng đồng nghĩa với từ bỏ mạng sống. Tuy nhận được lợi ích to lớn, nhưng vấn đề ở đây là Tử Vũ lại chỉ là một nhân loại. Một người hoàn toàn chưa tiếp xúc với lực lượng linh hồn, liệu có thể phát huy được hay không? Sau khi quá trình chuyển rời, thân thể Tử Vũ cũng phải loạn choạng một lúc. Từ nãy tới giờ Thiên vẫn quan sát mà không có định cắt ngang. Hiện tại mọi việc đã xong xuôi nên hắn mới lên tiếng, đôi bên nói chuyện vài câu. Cả hai từ từ bước lại, mặt đối mặt chất vấn, đi cùng đó là khí thế va chạm không ai nhường ai. Tử Vũ đồng tình rằng Thiên chính là tổ tiên của nhân loại, là người chỉ dẫn nhân loại trưởng thành, truyền thụ trí tuệ, lập ra pháp luật. Nhưng mà nhân loại hiện tại đã khác, đứa trẻ lớn lên phải đi con đường của mình. Ngày hôm nay anh lấy thân phận nhân loại đứng ở đây, chỉ muốn nói với hắn rằng cho nhân loại tự do. Nghe vậy, Thiên cũng không từ chối, tự do cũng phải có thực lực. Muốn thoát ly thần tộc thì phải chứng minh nhân loại có tư cách này. Sau câu nói này, Thiên lập tức tấn công. Tử Vũ cũng nhanh trí nhảy lên trên né tránh. Không ngờ rằng, chỉ cần nhảy một cái nhẹ nhàng đã lên tới tầng mây, sức mạnh linh hồn của Minh tộc quả nhiên là có chỗ thần kỳ. Không chờ đợi thêm, Tử Vũ lập tức ngưng tụ kiếm khí lưu tình. Kỹ năng này có thể ngưng tụ vô số kiếm khí tài trên bầu trời, ngàn vạn thanh kiếm cứ như vậy đâm xuống dưới. Hiển nhiên là đang muốn để Thiên thành nhím. Tuy nhiên, trước khi chạm được vào người của hắn thì đã bị vô sắc tường cản lại. Luyện khí thuật quả thực không tồi, nhưng vẫn là chưa đủ. Và tất nhiên là không chỉ có bấy nhiêu đó, Tử Vũ lập tức xuất ra Chu Tiên kiếm. Kết quả vẫn là bị Thiên dùng một tay chặn lại, hai bên giằng co tạo ra động tĩnh khiến Vũ Canh và Bạch Thái ở phía xa cũng nhìn thấy. Vũ Canh lập tức nhận ra đó là luyện khí thuật của Thúc Thúc. Không muốn để Thúc Thúc một mình giao đấu, nên Vũ Canh ra lệnh cho Cổ Điều tăng tốc nhanh hơn nữa. Luyện khí chi hỏa cứ như vậy bị chặn lại và bộc phát ra xung quanh. Bạch Long nhìn thấy cũng phải khen ngợi, luyện khí thuật không tệ, nhưng còn chưa đủ công phá vô sắc tường của Thiên và đúng là như vậy. Giống như dự đoán của anh, chỉ cần Thiên khởi động vô sắc tường thì có thể ngăn cản phần lớn công kích. Tính áp đảo rất mạnh, lại không có sơ hở. Có điều Chu Thiên chính là như vậy sinh ra. Ngay lập tức, Tử Vũ tung ra chiêu thức chân viêm phá thiên, một kỹ thuật được sử dụng bằng cách tăng thêm sức mạnh ngọn lửa cho thanh kiếm của mình. Sau đó bắn ra vô số luồng sức mạnh từ chính thanh kiếm đó. Khi ngọn lửa phóng ra, nó sẽ tự động bay theo một phương thức không xác định. Vô số kiếm khí đồng loạt công kích vô sắc tường. Không ngờ rằng vô sắc tường của Thiên đứng trước chiêu này cũng bị phá vỡ. Nhân cơ hội đối thủ đang hỗn loạn, thần lực thân thể giảm bớt, Tử Vũ lập tức lao tới định bổ Thiên ra làm hai nửa. Một kiếm với uy lực khủng bố chém thẳng vào bả vai cứng hơn sắt của đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần tộc lẫn minh tộc đều kinh ngạc. Đại kiếm sĩ của nhân loại quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả Bạch Long cũng không ngờ được, ban đầu nàng vẫn nghĩ rằng Thiên có thể dựa vào thực lực áp đảo làm kẻ thù thấy khó mà lùi. Vậy nhưng hiện tại, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm khống chế của nàng nữa rồi. Đại quân minh tộc có một tiềm năng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chỉ là điều này cũng đã đánh thức giấc ngủ say của Thiên. Không bao lâu sau, dáng vẻ 10 vạn năm trước của hắn sẽ quay trở lại. Sau khi ăn trọn một kiếm ngập mồm, Thiên vẫn ung dung đứng đó, hắn vẫn không quên khen ngợi một phen. Vừa nói xong, hắn lại một lần nữa bộc phát thần lực. Một luồng thần lực đáng sợ, kiếm chém vào Thiên bị phong bế hoàn toàn. Tử Vũ dốc toàn bộ sức lực, vậy nhưng anh bị thần lực khống chế tới mức gần như không thể cử động được. Có lẽ tới nước này Thiên đã phẫn nộ. May mắn mà anh kịp thời sử dụng Chu Thiên kiếm để phòng ngự. Tới đây thì hắn cũng đã thay đổi sắc mặt. Trước giờ hắn vẫn nghĩ rằng bản lĩnh của nhân loại trung quy chẳng ra làm sao cả. Vậy nhưng hôm nay đã bị Tử Vũ làm cho bất ngờ, nói rồi cánh tay giơ lên cao. Đi theo đó là một luồng sức mạnh phóng thẳng lên nơi cao nhất của kết tinh sơn. Tại bên trong kết tinh sơn, thần nhãn bỗng dưng xuất hiện. Tưởng rằng lão sẽ xử lý hai người Thái Cực và Lô Nguyệt vì tội làm việc thất trách để cho A Lam đi vào bên trong.
Tuy nhiên, lão lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Động tĩnh ban nãy Mạc Thiên tạo ra cũng bị thần nhãn nhìn thấu. Ma tướng bên trong huyết mâu đã thức tỉnh rồi. Huyết mâu chính là thần binh lợi khí đức thiên đức từ 99 ma tướng của binh chủ thần Sivu. Đây thực sự là một sự chế nhạo không hề nhỏ. Nhưng điều càng khiến Lưu Nguyệt ngạc nhiên hơn lại là những kẻ bên ngoài đó lại có thể khiến thiên dùng tới huyết mâu. Trái ngược với suy nghĩ của hai người, thần nhãn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Xem ra ngay cả vận mệnh cũng đứng về phía lão rồi. Nói rồi lão lập tức phân phó hai người đi vào bên trong, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không bao lâu sau, huyết mâu cũng xuất hiện trước mặt. Trường mâu nhìn không hề quá bắt mắt, nhưng uy lực của nó tỏa ra lại không hề tầm thường chút nào. Thiên chỉ rút nhẹ một cái đã khiến đại quân Minh tộc bị áp bách không thở nổi. Thiên cầm huyết mâu trên tay chỉ về phía Tử Vũ, hắn muốn biết tên của anh. Tử Vũ nghe vậy cũng lập tức nói ra thân phận của mình. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hắn đã coi anh như là một đối thủ. Bị Thiên mời chào tấn công khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở, nhưng dù thế nào thì vẫn phải cố tỉnh táo tập trung vào cuộc chiến. Nhớ lại, Tử Vũ và Trụ Vương đã từng so kiếm với nhau bên sơn đồi, lúc đó cả hai còn khá trẻ tuổi. Khi lớn lên, một người thành vua của một nước, người còn lại thì đi làm lãng khách giang hồ, trở thành truyền kỳ kiếm sĩ. Tử Vũ lúc nào cũng hăng say luyện kiếm thuật, còn Trụ Vương thì không. Cậu ta nghĩ rằng phàm nhân luyện kiếm giỏi tới mấy cũng vô dụng, dù sao họ cũng không đánh bại Thiên. Bởi còn nhỏ nên Tử Vũ vô cùng tò mò muốn biết Thiên rốt cuộc là ai, rốt cuộc cao bao nhiêu, họ chỉ biết một điều rằng cao không thể với tới. Nhưng mà giờ đây, hai huynh đệ bọn họ mỗi người nghênh đón vận mệnh khác nhau. Huynh trưởng trở thành thủ lĩnh của một quốc gia, vì bất mãn với thần tộc nên đã đứng lên khởi nghĩa và không may bị giết chết. Còn đề đề vẫn đang thực hiện con đường sang giờ của Kaka. Hiện tại, ngay trước mắt anh chính là Thiên và anh thực sự muốn tìm cho mình đáp án của thời ngây thơ ấy. Rất nhanh, trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Huyết mâu cùng với Chu Thiên Kiếm vai chạm tạo ra uy lực khổng lồ. Sau một chiêu giao thủ nhẹ nhàng, Tử Vũ đã phải rơi vào hạ phòng, thân thể bay ngược về phía sau. Chỉ đánh bừa một kích đã làm cho Tử Vũ trọng thương khá nặng. Không chờ đợi thêm, Thiên lần này chủ động cùng kích tới. Tử Vũ không sợ đối kích trực diện với hắn. Lần đầu tiên anh liều mạng tới như vậy. Thiên dùng một lực làm cho anh bay ra, rồi hắn đưa tay lên trời vận ra một chiêu lôi kích khiến cho Tử Vũ chỉ biết gào thét trong đau đớn. Chưa dừng lại, hắn gào thét tiết ra một huyết mâu hoành không bay tới, sát khí lẫm liệt áp bức khiến cho Tử Vũ không thể hô hấp được. Huyết mâu kích chúng ngay lập tức phát nổ liên hoàn, Chu Tiên Kiếm sau khi va chạm với huyết mâu cũng bị vỡ nát. Mặc dù sử dụng Chu Tiên Kiếm cản lại nhưng cũng bị chấn nội thương. Thiên vẫn không buông tha, hắn ta bay lên đánh trực diện. Tử Vũ cố gắng vừa đánh vừa né tránh và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Trong nháy mắt, hắn ta lại đánh vỡ nát thanh kiếm của anh. Tử Vũ nhận thêm một đòn trời giáng nữa khiến thân thể rơi từ trên cao xuống tạo ra một cơn chấn động. Thấy tình hình không khả quan, đại quân Minh tộc ồ ạt xông lên tiến công. Có thể nói, đây là lần đầu tiên anh ta gặp được đối thủ mạnh như thế này, bị áp chế hoàn toàn, ngay cả một cơ hội phản kích lại cũng không có. Thiên hùng chiến lao tới động thủ với Tử Vũ, định dùng một đòn cuối cùng để tiến anh về với đất mẹ. Thấy vậy, Tử Vũ liền dùng thần pháp kỳ ảo kịp thời né tránh trọng kích của đối phương. Nhưng không thể kéo dài được bao lâu cả, huyết mâu của hắn đại khái càng trốn tránh thì càng nguy hiểm. Tử Vũ quyết định tấn công thêm lần nữa. Nhưng chỉ mới vung kiếm lên chưa kịp chém xuống thì đã bị đối phương đánh trả. Thiên điều khiển con rồng đen công kích quấn chặt lấy Tử Vũ. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, một tay anh cầm đầu rồng, tay còn lại dùng kiếm chém đứt lìa thân rồng đó. Lúc này Thiên như mất đi một cánh tay đắc lực, điều này cũng giống như cắt đi nanh thú khiến cho uy lực của đối phương suy giảm. Tất cả mọi người nhìn thấy đều không thể tưởng tượng nổi, một không khí căng thẳng cực độ cứ như vậy diễn ra. Tử Vũ đã khiến kẻ đứng đầu thần tộc bị thương, điều này chứng minh rằng Thiên không phải là không thể chiến thắng. Lần đầu thấy đối thủ lộ ra sơ hở nên Tử Vũ lập tức tận dụng cơ hội tấn công. Tất cả luyện khí thuật được tập trung vào một thanh kiếm duy nhất. Anh lấy tâm thanh kiếm đâm ra một nhát chuẩn nhất trong cuộc đời mình, một thanh kiếm phần thắng bại. Lúc này mắt của hắn đã sáng rực, hắn thực sự phẫn nộ rồi. Đứng trước thế công hùng hổ đó, Thiên mạnh mẽ đâm huyết mâu xuống đất tạo ra một luồng ánh sáng trắng gọi là bạch tường. Nó khiến kiếm của Tử Vũ vỡ nát, con mắt cũng không nhìn được. Từ con người đến vạn vật xung quanh khi chạm vào đều bị hủy diệt tiêu tan. Coi bộ chú thức này khiến Tử Vũ không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Đôi mắt của anh chỉ thấy được một màu trắng xóa, đó chính là bạch quang mà thần kỹ của Thiên tung ra. Đỉnh điểm của vô sắc giới thần lực là khi ai đó rơi vào bạch quang, bất luận như thế nào sinh mệnh cũng bị tiêu diệt. Bây giờ Tử Vũ rơi vào đó, anh chỉ thấy được một chùm ánh sáng chói lòa. Thứ ánh sáng đó không ấm áp mà còn làm anh có cảm giác tử vong và tuyệt vọng. Cùng với đó là nỗi đau đớn đang ngấm ngầm trong cơ thể.
xương cốt kinh mạch lần lượt bị chấn vỡ, xé rách đau đớn vô cùng. Do có linh hồn bảo hộ nên Tử Vũ không lập tức thân vong. Trong lúc đang mê man thì anh nghe được tiếng gõ mõ. Hiển nhiên là Chân Thiên Thánh Vương đã xuất thủ cứu Tử Vũ từ cửa môn quan trở về. Nghe được tâm nhãn tỉnh dậy, Tử Vũ dốc hết toàn lực vận động cơ thể di chuyển, tập hợp hết tất cả khí lực tàn dư dồn vào thanh kiếm. Anh muốn xuất kiếm thêm một kiếm cuối cùng. Cuối cùng Vũ Canh cũng tới nơi, chiến trường lúc này đã tan tác. Càng lo lắng hơn khi Vũ Canh không cảm nhận được sức mạnh của Tử Vũ và Thiên Xung Đột nữa. Luyện khí chi hỏa từ từ biến mất, lớp bụi phía trước tan đi, Vũ Canh cũng nhìn thấy được bọn họ. Nhưng đau đớn thay, Tử Vũ thúc thúc đã bại trận, bị Thiên giơ lên cao giống như là một chiến lợi phẩm. Hắn thừa nhận nhân loại đã tiến hóa, đây là công lao của anh, nhưng đứng trước mặt hắn đều phải khuất phục. Cũng đã tới lúc hắn tiễn đưa Tử Vũ một đoạn rồi, tuy nhiên trước khi huyết mâu chạm đến người Tử Vũ thì đã bị ngăn lại. Rất nhanh Vũ Canh cũng chạy tới, chưa cần chào hỏi đã tung ra một cú đá hướng về phía Thiên. Và tới đây thì tập phim kết thúc, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!